Xin chào các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bài số 13 của giáo trình 301 câu đàm thoại nhé. Thì trước khi bắt đầu bài học thì mình cũng mong bạn nào cảm thấy bài học của mình hữu ích á, thì hãy cho mình một đăng ký, một like nhé để mình tiếp tục cố gắng bạn nhé. Ủng hộ cho kênh phát triển thì mình sẽ ra được nhiều video hơn bạn nha. Cảm ơn các bạn. Ở trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về nhu cầu số 3 nhé. Suy nhỏ. Suy nhỏ. Bài số 13. Tì shi san ke. Yào huan chưa. Phải chuyển xe. Chúng ta đến với bài học nào. Đầu tiên là từ mới nhé. Chúng ta cùng đọc nào. Cố gắng đọc chữ Hán nhỉ. Y chưa. Chưa là xe. R số 2. Tào. Tào đến. Số 3. San. Trang. Trang tờ hoặc là tấm. Số 4. Sì. Piào bật hơi. Piào là vé. Số 5. Ủ. Trạm. Trạm là bến, ga hoặc là đứng. Số 6. Liệu. Sang. SH thì bạn phải tròn miệng lại nhé. Miệng bạn tròn lại. Sang. Sang là lên. Ví dụ lên xe chẳng hạn. 7. Chi. Khoan. Khoan. Đổi hoặc là thay. Số 8. Ba. Khuê. Khuê là biết hoặc là sẽ. Số 9. Chiểu. Xua. Xua. Nói. Số 10. Sử. Y tiểu. Đối với âm tiểu này á, thì bạn phải có cái âm cuốn lưỡi là âm R. Vậy bạn phải há rộng miệng ra. Và lưỡi của bạn đọc như chữ R vậy. R, R, há rộng miệng bạn nhé. Thì đọc là tiểu, 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 y tiểu, y tiểu. Bạn chú ý nhé, phải há rộng miệng thì mới đọc âm này chuẩn được. Có nghĩa là một chút, một ít hoặc là một tí. Số 11. Sử y. Shou piao yuan. Shou piao yuan. Có nghĩa là nhân viên bán hàng. Số 12. Sử ơ. Kể. Kể là cho. 13. Sử san. Trọ. Trọ có nghĩa là tìm kiếm hoặc là trả lại tiền thừa, thối lại tiền thừa. Số 14. Sử sư. Tổng. Tổng. Hiểu hoặc biết. 15. Sử ủ. Nả. Nả. Nào. 16. Sử liệu. Của. Của là nước hoặc là quốc gia. Số 17. Sử chi. Xia. Xia là xuống. Xuống xe chẳng hạn. 18. Sử ba. Bẩn zi. Bản zi là tập hoặc là vở, vở viết và ghi á. 19. Sử chiểu. Bản. Bản. Đây là lượng từ có nghĩa là quyển hoặc là cuốn, lượng từ cho sách hoặc là từ điển. Danh từ riêng. Số 1. Y. Thiên an mẫn. Thiên an mẫn là thiên an môn. Số 2. R. Phả của. Phả của. Nước Pháp. Số 3. San. Ping an lý. Ping an lý. Bình an lý. Tên riêng. Số 4. Sì. Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc.
Số 5. Yên của nước Anh. Số 6. Liệu Nhật Bản là Nhật Bản. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là phần mẫu câu. Mẫu câu số 77. Chi sử chi. Tuyến xe này có đến Thiên An Môn không? Chưa lũ chưa. Chuyến xe này tỏ đến Thiên An Môn mà không. Chưa lũ chưa tỏ Thiên An Môn mà. Chưa lũ chưa tỏ Thiên An Môn mà. Số 78. Chi sử ba. Tôi mua hai vé. Ở đây chúng ta nhìn từ của, từ mãi và từ lẻo là ba cái thanh ba đi cạnh nhau. Chúng ta sẽ đọc là của mãi lẻo. Từ mãi sẽ đọc là mãi và nhé. Wǒ mái liǎng zhāng piào. Wǒ mái liǎng zhāng piào. Từ piào, bạn cố gắng bật hơi một chút nhé. Bởi vì đây là âm P, phải bật hơi. Số 79. Chi sử chiǒ. Tào Thiên An Môn. Đến Thiên An Môn. Hái dậu. Còn có. Còn mấy. Chỉ tròn. Chạm nữa. Tào Thiên An Môn. Hái dấu. Chỉ tròn. Dậu. Chỉ. Sẽ biến thành. Dấu. Chỉ. Tào Thiên An Môn. Hái dấu chỉ trạng. Số 80. Ba sử. Đến Thiên An Môn rồi. Thiên An Môn tào là. Thiên An Môn tào là. Câu này có thể hiểu là Thiên An Môn đến rồi. Thì mình dịch sang tiếng Việt là đến Thiên An Môn rồi. 81. Ba sử y. Nở. Chỗ này thì nở có chữ R thì mình phải đọc uốn lưỡi lên. Cũng há rộng miệng, chị lưỡi uốn như chữ R. Nở, nở. Bạn bắt buộc phải há rộng miệng thì mới đọc tốt được nhé. Nở sang tàu. Nở sang tàu. Lên xe ở đâu? Thì lúc này bạn nhìn động từ nó sẽ bị ngược lại với từ nở. Số 82. 82. Chuy. Ủy yến xuế yuan là đến học viện ngôn ngữ, đây là một cái tên riêng. Ủy yến xuế yuan. Yào khoản chưa mà. Yào khoản chưa mà. Có nghĩa là có phải đổi xe không? Phải đổi tuyến xe không? Chuy ủy yến xuế yuan. Yào khoản chưa mà. Số 83. 83. Tôi biết nói. Yì diǎn hán yú. Một chút tiếng Hoa. Wǒ huì shuō yì diǎn hán yú. Số 84. 84. Huàn là đổi. Chì lǔ chè là đổi tuyến xe số mấy. Từ lǔ chè là tuyến xe, còn từ chỉ là bao nhiêu, đổi tuyến xe bao nhiêu. Khoan chỉ lũ chưa. Thống chữ. Đồng chí ơi, anh ơi, chị ơi. Chưa lũ chưa. Tuyến xe này tỏ Thiên An Môn mà. Đến Thiên An Môn không? Thống chữ. Chưa lũ chưa tỏ Thiên An Môn mà. Show piao yuan là nhân viên bán vé, là nhân viên soát vé cũng được. Tỏ đến sang chưa bà, lên xe đi. Tỏ sang chưa bà. Ta Wei là bạn David. Mái liàng trang piao, tôi mua hai vé. Tua sọc chén y trang, bao nhiêu tiền một vé? Mái liàng trang piào, tua sọc chén y trang.
Lẻo mó là hai hào. Lẻo mó. Cái nỉ, đưa bạn cho bạn, trả bạn. Ý khoai chén. Ý khoai chén là một đồng. Cái nỉ ý khoai chén. Cháo nỉ liều mỏ. Cháo nỉ là trả lại bạn. Liều là 6, máu là hào. Thì chúng ta sẽ hai vé. Hai hào một vé, mua hai vé là 4 hào, đưa một đồng thì còn lại là 6 hào trả lại. Chính là tráo nỉ liều mỏ. Bởi vì một đồng thì bằng 10 hào. Tiếp theo nữa. Xin wen, xin hỏi, đào Thiên An Mẫn hái yếu chỉ trạm. Đến Thiên An Môn còn mấy trạm nữa, mấy điểm dừng nữa. Xin wen, đào Thiên An Mẫn hái yếu chỉ trạm. San trạm, ba trạm, ba điểm. Nì mè huì shuò hán yú. Các bạn biết nói tiếng Hán à? San trạm, nì mè huì shuò hán yú. Huì shuò yì diǎr. Chúng tôi biết nói một chút, một ít. Huì shuò yì diǎr. Wǒ shuò hán yú. Nǐ dǒng mě? Tôi nói tiếng Hán, anh có hiểu không? Bạn có hiểu không? Wǒ shuò hán yú, nǐ dǒng mě? Dǒng, hiểu. Nǐ mě shì nǎ guó rén? Các bạn, các cậu là người nước nào? Dǒng, nǐ mě shì nǎ guó rén? 我是法国人. Tôi là người nước Pháp. 我是法国人. 我是美国人. Tôi là người nước Mỹ, người Mỹ. 我是美国人. Thiên An Môn đào lạ. Đến Thiên An Môn rồi. 请下车吧. Mời xuống xe nào. Thiên An Môn đào lạ, chỉnh xa chứa bà. Tiếp theo nữa nào. Thống chí, anh chị ơi, wǒ mài yì zhāng piào. Tôi mua một tấm vé, một vé. Thống chí, wǒ mài yì zhāng piào. Nǎ er shāng de? Lên ở chỗ nào? Nǎ er shāng de? Chén ý trạm. Chén là trước, tức là ở trạm phía trước, ở trạm trước, lên ở trạm trước. Chén ý trạm. Chuy nở là đi đâu? Chuy nở. Chuy ủy yán xuế yuàn. Đi học viện ngoại ngữ. Yào khoản chưa mà? Có cần phải đổi xe không? Chuy ủy yán xuế yuàn. Yào khoản chưa mà? Yào khoản chưa. Có nghĩa là phải đổi xe. Yào khoản chưa. Zài nǎ er khoản chưa. Có nghĩa là phải đổi xe ở đâu. Zài nǎ er khoản chưa. Ping an lǐ. Ping an lý là bình an lý, là một cái tên riêng. Hoàn chỉ lũ chưa. Hoàn chỉ lũ chưa là đổi tuyến xe số mấy. Hoàn san san yao lũ là đổi tuyến 331. Hoàn san san yao lũ. Xin chào. Cảm ơn. 不谢, không có gì. Mời bạn sang phần chú thích nào. Câu hỏi 哪儿上的,
có nghĩa là lên xe ở chỗ nào, ở đâu. Từ tơ ở dưới câu á thì nhấn mạnh cái động tác đã phát sinh bạn nhé. Nở xong là lên chỗ nào là đủ nghĩa rồi, nhưng mình thêm chữ tơ hoặc là tợ, nở xong tơ thì là nhấn mạnh cái động tác đã phát sinh là xảy ra ở chỗ nào, từ xong ạ. Tiếp theo, giao khoản chưa, phải chuyển xe hay là phải đổi tuyến xe khác, thì cái động từ năng nguyện là giao ở đây á chỉ sự cần thiết trong thực tế. Giao là phải, là cần. Số 3. Nǐ mèn huì shuō hán yú. Các bạn biết nói tiếng Hoa ư? Cái câu này á nó không có đại từ nghi vấn, cho nên là khi mà bạn nói câu á thì cái ngữ điệu nó lên để biểu thị là cái ý muốn hỏi của bạn. Hán yú là được rồi. Bây giờ bạn lên cao là hán yú. Nǐ mèn huì shuō hán yú. Thể hiện cái sự ngạc nhiên, cái sự nghi vấn của mình. Ở đây không có từ ma nhé. Bình thường sẽ nói là nǐ mèn huì shuō hán yú mà. Đó. Còn đây không có thì không có chữ ma đại từ nghi vấn thì bạn phải đẩy chữ ủy lên cao. Tiếp theo mời bạn đến phần thay thế và mở rộng nào. Câu 1 của chúng ta là mái lẻo trang piao, là mua hai tấm vé. Giờ bạn sẽ thay thế từ trang và từ piao. Chúng ta sẽ thay thế như sau. Từ trang là vị trí số 1. Chúng ta sẽ thay thế ở cái cột dọc số 1 này. Còn từ piao là danh từ ở cột 2, chúng ta sẽ đi ở cái dây chỗ này, cột 2, cột dọc của đoạn này. Đó, từ bẩn là 1 nhé, từ cưa là 1, là từ bẩn sự là 2 này. Đó, các bạn chỉ việc thay thế vào vị trí thôi. Ví dụ, đây là từ trang, đây là từ tiên ảnh piao. Tiên ảnh là phim, piao là vé, tiên ảnh piao là vé xem phim. Tiếp theo từ cửa, lượng từ cho bẩn sự. Phần sự trong từ vựng có nghĩa là tập vở và viết và ghi. Vẫn là từ trang cho từ ba phân tờ dấu piao. Ba phân tờ dấu piao. Dấu piao là cái tem. Còn ba phân, phân ở đây là xu nhé. Ba là 8, tức là tem loại mệnh giá 8 xu ạ. Bẩn là quyển. Ở đây là từ, xin lỗi các bạn, đây không phải từ han nhé. Đây là từ in. In ủy số. Xin lỗi các bạn nhỉ. In ủy số là sách tiếng Anh. Bạn hãy ghép vào để bạn đọc nhé. Rồi, chúng ta sang phần tiếp theo. Kế nỉ ý khoai chén, tức là đưa cho bạn một đồng. Đúng rồi, đưa cho bạn một đồng. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ có cái số 1. Đây là vị trí số 2. Thì đây, cột dọc này sẽ là số 1 này, có từ tha và từ nỉ. Số 2 sẽ có từ su và từ chi suy. Ở bên này cũng thế, có từ ủa và nỉ. Bên này có từ bẩn zi và từ ping guo. Thì các bạn ghép vào nhé. Vị trí nào bạn ghép vào như vậy. Cái bài này mình sẽ dành riêng cho bạn đọc nhé. Bạn tự đọc, bạn tự luyện. Nó sẽ giúp cho bạn cải thiện cái kỹ năng nghe và nói. Chúng ta sang phần tiếp theo nào. Câu hỏi, nǐ shì nǎ guó rén? Chữ nǎ ở đây không có chữ R bạn nhé, cho nên mình không phải uốn lưỡi. Nǐ shì nǎ guó rén? Có nghĩa là bạn là người nước nào? Trả lời là, wǒ shì fǎ guó rén? Tôi là người nước Pháp. Thì đây chúng ta hãy thay thế vị trí nhé. Vị trí này chỉ có một vị trí thôi. Chúng ta có từ Trung Quốc là đất nước Trung Quốc. Từ Mỹ của là nước Mỹ, Anh của là nước Anh và Nhật Bản là đất nước Nhật Bản. Câu tiếp theo. Nǐ mèn huì shuō hán yú mà? Các bạn biết nói tiếng Hán không? Tā huì shuō yì diǎn. Anh ta, cậu ta biết nói một ít. Wǒ bú huì, tôi không biết. Nǐ mèn huì shuō hán yú mà? Tā huì shuō yì diǎn, wǒ bú huì. Mời các bạn sang phần ngữ pháp nào. Ngữ pháp số 1 ở đây là câu vị ngữ động từ có hai tân ngữ. Ở trong tiếng Hoa thì có một số động từ có thể mang được hai tân ngữ. Tân ngữ đứng trước là tân ngữ gián tiếp.
thường là chỉ người, tân ngữ đứng sau là tân ngữ trực tiếp, thường là chỉ vật. Loại câu này được gọi là câu vị ngữ động từ có hai tân ngữ. Ví dụ như thế này. Câu này là 我给你一本书. 我 là tôi, cái là cho, đọc là cái, nỉ là bạn. Thì đây là tân ngữ thứ nhất, động từ là từ cái, tân ngữ thứ nhất là từ nỉ. 一本书 là một cuốn sách, là chỉ vật. À, đưa cho bạn một quyển sách. Thì nỉ là tân ngữ gián tiếp. Còn 一本书 là tân ngữ trực tiếp, bởi vì tôi cầm cuốn sách là trực tiếp tôi cầm, đưa cho bạn, mãi sau bạn mới cầm. Thì chúng ta sẽ gì? Sẽ gọi đây là câu vị ngữ, đây là thành phần vị ngữ này. Và động từ này nó có hai tân ngữ đi sau, là từ nỉ và từ 一本书. Tương tự như vậy, tha tráo của họ, tráo đây là trả lại tiền bạn nhé. Tráo có hai nghĩa, một là tìm kiếm, hai là trả lại tiền thừa. Ở chỗ này có chữ số tiền này này, thì chúng ta sẽ dịch là anh ta trả lại tôi ba máu chén. Ba máu là tám hào, tám hào. Như vậy chúng ta sẽ có từ đằng sau từ trảo là động từ này, thì sẽ có tân ngữ gián tiếp thứ nhất này. Tân ngữ thứ nhất là từ của, tân ngữ gián tiếp. Tân ngữ thứ hai là ba máu chén, là tân ngữ trực tiếp. Tôi anh ta thì cầm ba cái hào này, anh ta đưa cho tôi mà, thì cái anh ba cái hào là nhầm, tám cái hào này nhé, xin lỗi các bạn, tám cái hào này đưa cho tôi mà, thì tám hào là trực tiếp nhé. Để dành cho những bạn nào mà chưa phân biệt được là tân ngữ gián tiếp và tân ngữ trực tiếp. Trực tiếp tức là mình trực tiếp cầm. Đó, bạn cứ phân biệt như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với động từ năng nguyện, đọc là khuê. Khuê là sẽ hoặc là biết làm gì đó. Thì động từ năng nguyện biểu thị mấy ý nghĩa khác nhau, thường là có hai ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, A, thông qua học tập mà có khả năng nào đó. Ví dụ, anh ấy biết nói tiếng Hoa. Tha huì xua ha nhủ. Tha là anh ấy, huì là biết, xua là nói, và ha nhủ là tiếng Hoa, hoặc là tiếng Trung, hoặc là tiếng Hán cũng được. Câu số 2, tôi không biết làm cơm tàu. 我不会做中国饭. 我不会 là tôi không biết, 做 là làm, 中国饭 là cơm của Trung Quốc hay gọi là cơm tàu á. Ý nghĩa thứ hai B là chỉ sự có thể. Ví dụ, anh ấy sẽ đến chứ? 他会来吗? 他会来吗? Thì ở đây 他 là anh ấy, 会 là sẽ, lái là đến, mau là chứ. Hay là bây giờ 9 giờ rưỡi rồi. 现在9点半了. 现在9点半了. 他不会来了. Anh ấy sẽ không đến đâu. 他不会来了. Thì bạn nhớ nhé, động từ năng nguyện chỉ khả năng đấy. Tiếp theo là số lượng từ làm định ngữ. Ở trong tiếng Hoa hiện đại á, thì số từ thường không thể bổ nghĩa trực tiếp cho danh từ, mà phải xen một lượng từ thích hợp vào giữa danh từ và cái số từ đó. Ví dụ, đối với số từ là lẻ là số 2, từ trợ từ piao là cái vé, chúng ta có từ trang là lượng từ đứng giữa. Lẻ trang piao là hai cái vé. Chúng ta không nói là r nhé. Thống nhất là chúng ta có lượng từ thì không dùng r, phải dùng lẻ. Tiếp, bản dự là quyển vở, quyển vở. Thì san ge bản dự là ba quyển vở. Hai từ xuế sẵn là học sinh. Ủ ge xuế sẵn là năm học sinh. Thì những cái danh từ này luôn có những cái tính gọi là những cái lượng từ đi kèm. Thì bạn phải chú ý cố gắng học thuộc lượng từ nhé. Nó sẽ là vô vàn đấy. Ví dụ một đàn gà, một con gà, một chú gà, một chị gà, một chuồng gà. Đấy, có rất nhiều, một xe gà. Thì những cái lượng từ này nó sẽ chồng chất lên nhau rất là kinh khủng. Mình khuyên các bạn là học thuộc luôn. Ví dụ bây mình đang học những từ này, lượng từ đi kèm là từ này, thì học thuộc lòng luôn. Thì càng ngày nó sẽ càng dễ đi. Chứ nếu bạn tích vào nó sẽ rất là nhiều đấy nhá. Tiếp nào, chúng ta sang phần bài tập nào. Thì đây mình sẽ cung cấp cho bạn từ vựng nhé. Cái nỉ là cho bạn. Trảo chén là trả lại tiền thừa. Chi y tiểu là ăn một chút.
Chua anh ngữ là nói tiếng Anh. Chua liền xí là làm bài tập, làm luyện tập. Chuan y phủ là mặc quần áo. Chua chỉ chưa là ngồi xe. Chuy sang tiện là đi đến cửa hàng. Các bạn hãy dựa vào để đặt câu nhé, cái bài mình vừa học á. Tiếp theo đó là dùng chải, quảng, chuy để hoàn thành câu. Thì mình có gợi ý cho các bạn ở đây rồi nhé. Ta wei zai Bei Jing Yu Yan Da Xue Xue Xí Han Yu. Có nghĩa là David học tiếng Hán tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Hay câu số 2. Wǒ jù Wǎng Fú Jǐng Bù zhī dào zài nǎr zuò jì chē. Tôi đi Vương phủ tỉnh, không biết là ngồi xe ở chỗ nào đây. Câu 3. Chúng ta sẽ có từ ở chỗ này nhầm một chút bạn nhé. Chúng ta phải viết là san san yao. Bạn nhớ không phải san san y nhé. Đây mình gõ nhầm á. Chúng ta phải là san san yao. Chú ý nhé. Rồi. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ không nói là y mà mình sẽ đọc là yao. Còn lý do vì sao thì mình sẽ dẫn các bạn ở những cái bài sau nhé. Nó sẽ có ngữ pháp liên quan. Thì trước tiên bạn cứ nhớ cho mình là đây là tuyến đường, tuyến xe á. Thì bạn đọc là yao thay vì đọc là y cho số 1. Bạn đọc nào. Wǎng qiān zǒu jiù shì san san yao lù chē zhàn. Có nghĩa là đi thẳng về phía trước á, chính là cái tuyến xe số 331 đấy. Câu số 4 nào. Xin wèn jù Bèi Jīng fàn diàn zěn me zǒu. Xin hỏi đi đến cái khách sạn Bắc Kinh thì đi như thế nào ạ? Câu số 5. Wǒ zhù zài liú xuế sheng su shè, huān yíng nǐ lái wǎn. Tôi ở tại cái ký túc xá dành cho lưu học sinh. Rất là chào mừng bạn đến chơi. Chúng ta sang bài tập tiếp theo, đó là bài 3, căn cứ vào từ có gạch dưới. Hãy dùng đại từ nghi vấn để đặt câu hỏi. Câu số 1 chúng ta có từ Nhật Bản là đại từ liên quan đến cái quốc tịch. Thì bạn có thể dùng từ nả của. Nả của là nước nào để thay thế nhé. Đây là gì nhỉ? Shan xia he zi shi nả của liu xue sheng. Hai câu tiếp theo gạch chân từ san và từ liang là hai con số dưới 10. Chúng ta thay là từ chỉ. Tất nhiên trả lời là ủa thì phải hỏi là nỉ bạn nhé. Nǐ yǒu jǐ ge bǎn zhì, jǐ bǎn shū. Tiếp theo, Da Wei de mèi mèi, em gái của David thì sẽ là người, chúng ta dùng từ sấy. Wǒ rèn shì shéi. Tôi quen biết ai? Hoặc là chỗ này bạn có thể hỏi là nǐ rèn shì shéi, bạn quen biết ai? Nhá, thay cả từ wǒ thành từ nǐ cũng được. Bạn giữ nguyên từ wǒ cũng không sao. Quan trọng nhất là từ sấy là mình đã hoàn thiện rồi. Câu số 4. Truy khan tia niệm là đi xem phim. Đây là chỉ hành động. Vậy sẽ là chua sở mọ. Jin tiên hoa sàng nì chua sở mọ. Tiếp theo, bình an lý, bình an lý. Thì chúng ta sẽ lại đây là một cái nơi. Và mình sẽ hỏi là chai nở ở đâu? Nì chai nở chua chi chưa? Câu tiếp theo, câu cuối cùng, hảo chí là tốt quá rồi, chúng ta sẽ hỏi là chẳng mơ yàng như thế nào? Nǐ bà bà de shēn tǐ zěn me yǎng như thế nào? Tiếp theo nhé, nghe và kể lại. Ở bài này thì mình cũng giúp các bạn chuẩn bị phiên âm rồi. Chúng ta sẽ đọc theo nhé. Wǒ rèn shì yí ge zhōng guó péng you, tā zài Bèi Jīng Dà Xuè xuè xí. Chúa tiên, wǒ xiǎng jù kàn tā, wèn xiǎo liú jù Bèi Jīng Dà Xuè zěn me zǒu. Xiǎo liú shuō, Bèi Jīng Dà Xuè lǐ zhè er hěn jìn, zuò san san yào
路即车可以到，我就去坐331路即车。331路车站就在前边。汽车来了，我问售票员去不去北京大学，售票员说去，我很高兴。 Cái này cố gắng đọc nhé. Ở đây mình cung cấp rồi, bạn cứ đọc theo thôi, cố gắng lên xuống cho nó đúng nhịp vào nha. Thì đây là gì? Tôi quen biết một người bạn Trung Quốc. Cậu ấy học ở Đại học Bắc Kinh. Hôm qua tôi muốn đi gặp cậu ấy, đi thăm cậu ấy. Hỏi Tiểu Lưu đi Đại học Bắc Kinh thì đi như thế nào? Tiểu Lưu trả lời, Tiểu Lưu nói: Đại học Bắc Kinh cách đây rất là gần, ngồi tuyến xe buýt số 331 có thể tới. Thế là tôi liền đi ngồi chuyến xe 331. Bến xe cho tuyến xe 331 thì nằm ngay ở trước mặt. Xe đến rồi, xe buýt đến rồi. Tôi hỏi người bán vé là xe có đi Đại học Bắc Kinh không? Người bán vé nói là có. Tôi rất là vui, liền lên xe rồi. Chúng ta sang phần bài tập ngữ âm. Đọc các từ sau, dùng thanh 2 cộng với thanh nhẹ. Bạn nhớ thanh nhẹ để bạn có thể đọc là dấu nặng. Ví dụ từ này đọc là tơ, thanh nhẹ đọc là tọ. Bạn nghe, bạn kéo dài âm phía trước nhé. Hãy bắt chước mình nào. Bía tơ. Bía tơ. Phú thọ. Phú thọ. Nán tơ. Nán tơ. Lái là. Lái là. Chuán sọ. Chuán sọ. Chúy dở. Chúy dở. Má phản. Má phản. Sấm mở. Sấm mở. Thấu phản. Thấu vả. Liáng khoản. Liáng khoản. Tiếp theo, tập đọc các âm tiết thường dùng. Liang. Liáng cơ. Liáng cơ. Liáng khoản. Liáng khoản. Yue liáng. Yue liáng. Lao. Lao động. Lao động. Lào sư. Lào sư. Tả lao. Tả lao. Đó là toàn bộ những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong bài số 13 này. Thì mình rất mong nhận được cái sự ủng hộ của các bạn, đó là đăng ký kênh, like và chia sẻ nhé. Thì mình sẽ có thêm động lực để mình có thể ra nhiều hơn video tiếp theo để cho các bạn có thể cùng học tiếng Trung. Thì các bạn muốn học gì đó thì bạn cứ comment ở phía dưới nhé. Mình sẽ tìm hiểu rồi mình sẽ hỗ trợ các bạn. Dù sao đó cũng là chuyên ngành của mình. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn. Chào chào.